Mất một buổi. Đi đâu về bác? Con đi Văn Minh về. À, đi bà ngoại à? Lấy cái dây hôm qua đi tìm rồi lấy đi cho. Đây à. Đủ 4 cân rồi chị ạ. Ba 25 cân cũng chả được bao nhiêu đâu. Cái này mình nhìn nó nhìn ra thấy nặng. Thank you.
Thank you.